kệ và chia nhiều ngăn như thế này thì định dán như thế nào, sơn như thế nào, theo màu sắc thì nó đang bị thiên về màu nào thì mình mới đẩy cái mảng này cho nó nổi nhất. Thế cái kệ đen này anh muốn chuyển nó sang màu trắng này sẽ làm thế nào? Dán tất cả những cái khay nhỏ luôn ha. Ôi em nhìn cái tủ kia dán chưa chắc là đẹp cơ, tại vì nó là màu đen. Vậy bây giờ em cho anh phương án đi, nếu mà không dán mình sẽ làm thế nào? Ủa anh chị mua cái đó mà, em thì em thích được kệ ngang cơ, tại vì em thích tủ mở mà. Có những chỗ bị thiếu thì anh tính sao? Dưới này nè. Anh đang tập trung làm này, em đừng cứ hỏi ngang vô, rất khó tập trung để anh in. Tất cả chúng ta nếu mà một ai đó muốn trở thành quán quân thì phải là người có thể làm được tất cả mọi việc. Em muốn học hỏi tất cả mọi thứ, em có thể làm được mọi việc. Không, bây giờ nếu như ok, em muốn biết về cưa, anh sẽ hướng dẫn cho em bên ngoài cái thời gian mình thi công. Cái đó là không được, nhưng anh có nghĩ là một lần đó có thể là lần cuối cùng, đó có là lần đầu tiên em được thử. Nếu thử thách ngày hôm nay chúng ta thua và em phải là người đi về, em không bao giờ có cơ hội được thử cái đấy lần thứ hai nữa. Em nói em lần cuối cùng chỉ anh nghĩ cũng là lần cuối cùng thì sao? Nếu mà mình làm không tốt, tại sao lúc nào em cũng làm vì em mới vậy? Em có hiểu vấn đề đó không? Đón xem tập 6 được phát sóng vào lúc 19h45 ngày 9 tháng 10 năm 2016 trên kênh HTV7.